Hi, xin chào anh em, chào mừng anh trong em đã đến với kênh của Điện Thông Minh. Trong video ngày hôm nay mình xin được phép review với anh em về một trong con đèn sân vườn khá là đẹp ha. Mã của nó chính là GD67. Và con đèn này bên cửa hàng mình có bán. Nếu như anh em muốn quan tâm thì có thể truy cập vào đường link ở bên dưới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về chi tiết con đèn này. Đây là cái con đèn của chúng ta. Anh em để ý nhé. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái gì đây. Đây là một cái tấm pin rất là nhỏ để nạp pin vào trong con đèn này ha. Ở đây có hai sợi dây cấp nguồn điện cho nó để chúng ta có thể đi thêm một cái bóng đèn ở bên trong đây. Đèn này nó kiểu sáng như cái tổ ong vậy anh em, nó rất là đẹp, nó sáng như thế này thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem tắt đèn điện đóm ở trong căn phòng này thì màu sắc nó như thế nào nha. Đây là cái ánh sáng của nó trong cái điều kiện môi trường tắt sáng hoàn toàn ha. Anh em thấy nó có vẻ đẹp như thế nào? Cá nhân mình thấy là nó khá là sáng, cũng đẹp đúng không? Đấy, nó tăng lên một cái tiết diện sáng vòng vòng đây ha. Đây là một cái con đèn. Và anh em cần nên biết là đèn năng lượng mặt trời, cái dạng như mà trang trí như vậy này, nó gắn rất là nhiều trong gia đình luôn. Thường mà một cổng nó gắn khoảng tầm 10 cái, 5 cái, nó gắn hơn là như thế nha. Anh em gắn rất là nhiều để cái ánh sáng này nó tỏa ra. Thì 5 cái với 10 cái như thế này thì nó sẽ dồn sáng. Đấy, nó có cái hiệu ứng gọi là ánh nắng với nhau ấy. Nó sẽ dồn sáng thì nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng vừa đủ để trang trí và cũng như là để chúng ta có thể thấy được một chút đồ ha. Nó không sáng giống như là mấy cái con đèn bút mà mình giới thiệu cho anh em hồi trước. Và nó cũng không sáng như là những con đèn 300W ha. Tại vì giá của nó rất là rẻ. Giá hiện tại cái con này mình đang bán là chỉ có 450.000 thôi. Một cái này thôi nha anh em ha. Giá cực kỳ rẻ. Thì bây giờ mình xin được phép gỡ ra cho anh em xem một cái màu sắc vàng thì nó như thế nào ha. Đây là màu vàng của nó nè. Đó, anh em thấy hấp dẫn chưa? Cái màu vàng của nó nè. Nó rất đẹp luôn anh em. Thì mình sẽ bắt đầu. Đấy, cho anh em xem xa hơn. Nó phải dùng từ là quá đẹp luôn anh em. Đấy, nó có một cái phần nhựa ở đây. Cái kính này nè. Đó, nó làm cho một cái ánh nắng nó xuyên qua, nó tạo ra những cái lỗ tổ ong rất là đẹp ha. Về cấu tạo của đèn thì mình nói luôn là đèn này nó làm bằng nhựa hoàn toàn nha anh em, tất cả bằng nhựa, ABS và nhựa chất lượng cao, xài mình cũng thấy khá là ok, khá là tốt. Về cái đèn này á, thì theo nhà hãng họ đề xuất là nó sáng từ 8 cho tới 10 tiếng. Nhưng bên cửa hàng của mình ấy thì mình thấy rằng đèn này á, nó sẽ rơi vào tầm đó là 5 tiếng. Cho nên anh em mua về thì cũng sẽ không quá về thất vọng ha. 5 tiếng là khá là đủ cho một con đèn này rồi. Rồi về khả năng chống mưa, chống nước thì nó đạt tiêu chuẩn 67. Còn đây là cái ánh sáng vừa đủ mà của con đèn của chúng ta trong cái môi trường đầy sáng. Nhìn nó cũng khá là đẹp và hấp dẫn ha anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết hơn của con đèn này. Thì con đèn này của chúng ta là anh em mà mở trong hộp mà khi mua chính là cửa hàng bên mình được bán ở trên website hoặc là chỗ sàn thương mại điện tử. Thường á anh em nên mua ở mấy sàn thương mại điện tử của bên mình ấy thì mình sẽ để giá tốt hơn anh em. Lý do website của mình thường là mình để giá gọi là cái giá đi thi công cho anh em thợ của bên mình đấy. Thì khi anh em mà mua cái con đèn này thì chúng ta sẽ được như sau ha. Anh em sẽ mở cái hộp này ra. Chúng ta mở cái hộp này ra, nó đóng như cái hộp này. Ở bên trong đây chúng ta sẽ có cái bịch nè. Nó mở ra đây thì nó có một cái phần đèn ở đây. Đó, rồi chúng ta sẽ có cái đèn như thế này. Đấy, như thế này. Rồi anh em úp vào và bật lên là coi như là chúng ta đã sử dụng rồi ha. Về con đèn thì mình nói về chất liệu của đèn. Đèn là bằng nhựa ABS, khá là tốt. Khá là nặng ha. Nó nặng khoảng tầm là 500g. Về ánh sáng của nó thì mình phải nói rằng nó khá là đẹp. Khi mà anh em dùng để trang trí ở ngoài cổng cực kỳ đẹp luôn. Thì mình cho anh em xem về một số hình ảnh demo của đèn này mà hãng nó chụp được, nó gửi qua cho mình, gửi qua cho anh em xem ha. Để chúng ta biết được là con đèn này chúng ta mua về thì chúng ta làm cái việc gì. Về cái tấm pin thì tấm pin cá nhân mình nghĩ pin ở đây nè, nó vừa đủ. Tại sao? Tại vì cái pin của con đèn này không thể nào làm to được. Thứ nhất là nó là đèn trang trí, nó sử dụng cái công suất rất là bé. Thứ hai là cái tấm pin này nó vừa đủ để nó làm cho cái này là được ha. Và theo như hãng đề xuất là nó sẽ nạp đầy pin cho đèn này tầm 4 tiếng ha. Đó là hãng họ nói như vậy. Và chúng ta cần có một thời gian trải nghiệm của khách hàng, của chính các bạn qua cho mình ha. Đèn thiết kế theo cái kiểu mà mình thấy giống như là ở cái chỗ nhà Nhật Bản vậy.
nhìn nó cũng khá là đẹp đẹp, khá là hay hay ha. Và chúng ta không cần phải đi dây điện. Như các bạn biết, một trong những cái nơi mà ít đi dây điện nhất đó là ở đâu ạ? Đó cũng không phải là ở nhà vệ sinh, đó cũng không phải là ở trên lầu, mà đó chính là ở cổng anh em. Đa phần tất cả những cái đèn năng lượng mặt trời ha, nó thường hay phục vụ ở ngoài cổng. Tại sao? Tại vì ngoài cổng ấy, người ta rất là ít đi dây điện ở ngoài cổng. Vì có một số lý do là đôi khi hẳn cái chỗ đó không có bật điện đấy. Hoặc là ở cổng mà đi thêm hai sợi dây nữa để bắt hai cái đèn như thế này thì nó không đáng, đúng không ạ? Vậy là anh em cũng đã xem qua mà mình đánh giá về chất liệu đèn và cũng như là nói với anh em về thông số của đèn vân vân các thứ. Vậy thì cái con đèn này á, là khi mà chúng ta gắn ở ngoài cổng thì chúng ta có những cái lợi gì ha? Và đèn ngoài cổng thì chúng ta thường bây giờ thấy là như thế nào? Người ta thường hay đi dây và người ta cắm thông mơ để cái thứ đó giờ người ta bật lên nó cũng khá là đẹp. Cái đèn này nó giúp cho anh em được một cái, nếu anh em gắn ngoài cổng thì anh em không cần phải đi dây điện. Nếu như mà anh em thích sáng hơn thì chúng ta có thể đi thêm hai cái cổng dây này để chúng ta đi nó sáng hơn. Vậy thì chúng ta không cần đi dây điện thì chúng ta sẽ thi công một cách nó kiểu như là đỡ rườm rà hơn, nhất dành cho những cái ngôi nhà mà người ta đang xây đó. Xây xong xuôi hết rồi nó tự nhiên quên hai cái đèn cổng hoặc là cái quên trang trí đèn cổng đi, thì có thể mua này về gắn lên nó rất là đẹp. Nó sẽ hấp thụ ánh nắng mặt trời trên đây và tới tối nó sẽ tỏa sáng ra cực kỳ hay. Nếu như mà sử dụng bằng những cái con đèn mà bình thường bây giờ đấy thì chúng ta phải đấu thăm mơ tới giờ thì chúng ta phải cấp điện 220 cho nó để bật, đúng không? Thì cái đèn này á, tới tối chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ có thể trưng nó lên thì tới tối nó sẽ phát điện ra và rất là sáng và rất là đẹp nha anh em ạ. Và con đèn này thì mình cũng không có gì để nói nhiều hết về cái mẫu thiết kế của nó là sẽ như vậy. Đấy, nó sẽ như thế này, 500g và độ cao của nó sẽ là tầm 10cm khoảng cỡ 5 đấy, và nó xung quanh như thế này thôi. Đèn này thì rất là thích hợp dành cho những ai mà trang trí giống như là biệt thự, lăng mộ, người ta cũng có thể sử dụng đèn này. Ngôi mộ đấy, mộ của ấy có thể sử dụng đèn như này. Chúng ta có thể sử dụng nó ở trong những cái hàng lang vân vân và nhiều thứ ha. Rất là cảm ơn anh em đã cùng nhau xem về cái video của con đèn này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video review đèn năng lượng mặt trời tiếp theo. Tại vì hôm nay mình có nhập rất là nhiều đèn năng lượng mặt trời của hãng Gideon về review anh em chơi. Và đừng quên rằng bên mình thì lúc nào cũng bán đèn năng lượng mặt trời ha. Và anh em có thể truy cập vào website mua, hoặc là anh em có thể truy cập vào sang bên cửa hàng của bên mình mua, có thể yên tâm hơn.